Sơn này là sơn công nghệ châu Âu anh em nhé. Còn đây là các chi tiết phay. Cái chi tiết phay này nó rất là mỏng cho nên là anh em cũng yên tâm là nó không ảnh hưởng tới cái chi tiết cái độ bền của la răng nhá. Không ảnh hưởng đến kết cấu. Xin chào các bạn nhá. Thì tiện thể có xe Lexus RX 350 và mình đã lắp đặt các thiết bị ở đây thì mình giới thiệu một cái option mà dạo này mình thấy rất nhiều anh em muốn nâng cấp cho xe, đó là chiếc la răng. Thì có rất nhiều cách để mình độ chiếc la răng và anh em thì có thể thay la răng. Tuy nhiên cái chi phí của thay la răng nó rất là đắt và có một cái rất là ok, đó là anh em có thể giữ nguyên chiếc la răng của mình và thay đổi nó đi bằng cách phay la răng này. Thì để cho nó sẽ có điểm nhấn và nó sẽ đẹp hơn như chiếc xe Lexus này. Thì anh chủ anh ấy cũng đã phay la răng ở bên mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về các cái bộ la răng phay thôi. Thì đây là la răng của Lexus RX 350 đời 2010 và đã được anh em mình phay với sơn nhá. Sơn này là sơn công nghệ châu Âu anh em nhá. Còn đây là các chi tiết phay. Cái chi tiết phay này nó rất là mỏng cho nên là anh em cũng yên tâm là nó không ảnh hưởng tới cái chi tiết cái độ bền của la răng nhá. Không ảnh hưởng đến kết cấu. Cái nữa là anh em có thể anh em cũng có thắc mắc là cái phần phay này thì nó có sẽ bị ố vàng hay là nó có bị reset hay không, thì mình trả lời anh em luôn là không, tại vì là ở bên ngoài cái lớp phay này đã được phủ một lớp phủ bóng và cái lớp phủ bóng này nó sẽ rất bền và nó sẽ không thể nào bị oxy hóa hoặc là ố vàng do nước mưa được. Đó. Cái xe Nexon này thì bốn bánh của nó như nhau, hầu hết các xe thì bốn bánh nó như nhau và cái độ phay rất chi tiết và rất đẹp nhá. Ngoài ra thì mình thấy dạo này mình làm nhiều nhất là làm cho xe VinFast bản bay, VinFast NAC SA 2.0 và VinFast NAC A mình đều làm rất nhiều. Riêng về xe VinFast thì ở mình luôn luôn có sẵn cái la răng để anh em có thể thay luôn. Và mình sẽ cung cấp la răng ngay lập tức để anh em có thể thay được. Còn những cái dòng xe như Lexus này, Mazda này hay là Hyundai, Kia thì anh em có nhu cầu phay thì anh em sẽ để xe lại cho mình một ngày để mình phay xong và mình lắp xong. Mình cũng nhấn mạnh luôn là bên mình tất cả những cái la răng này mình phay và mình lắp lốp lại cho anh em thì đều cân bằng động chuẩn để anh em đi ở trên đường là an toàn hơn. Rồi mình sẽ quay tiếp những cái la răng tiếp theo cho các xe nhé. Mình đã phay rất nhiều rồi, tuy nhiên là mình lại nhiều việc quá và mình không thể quay lại được những cái bộ la răng trước đây. Thì vài hôm nữa mình sẽ có được những bộ la răng nào mình sẽ quay lên cho anh em luôn. Legends never die. Vừa rồi là con Lexus RX 350 là mình đã phay la răng xong và hôm nay thì mình lại tiếp tục làm cái bộ phay la răng này cho xe Toyota Altis đời 2010. Thì như anh em biết là cái xe này nó từ 2010 rồi, cái la răng của này nó sức răm rất là nhiều và sau khi phay thì nó sẽ được cái độ bóng, cái độ chuẩn nó như thế này, phay và sẽ sơn những cái điểm nhấn ở đây thì nó sẽ đẹp hơn cái la răng cũ với cái năm chấu đơn này và nó rất là to bản, thì nó chỉ có một màu thôi thì nhìn nó rất là đơn điệu. Và sau khi phay thì chúng ta sẽ có hai màu, một màu cái màu bạc ở đây và bên trong này chúng ta sẽ có sơn màu đen. Còn nếu mà anh em nào thích thể thao nữa thì có thể sơn cái cụm phanh này màu đen, màu đỏ nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đó.
bánh xe này thì đều giống nhau, nên mình xin phép là mình chỉ quay chi tiết hai bánh ở bên này thôi nhé, để anh em quan sát được cái độ hoàn thiện của cái phay na răng này. Công nghệ sơn và công nghệ phủ bóng ở đây là của châu Âu anh em nhé, nên anh em tuyệt đối an tâm về cái chất lượng của nó. Mình sẽ bảo hành về cái lớp phủ bóng và cái lớp sơn này, với cái điều kiện là nó sẽ bị tác dụng bởi thời tiết, bởi nhiệt độ, chứ nếu mà anh em va quyệt vào đâu thì cái này thì chắc chắn là mình sẽ không bảo hành được nhá. Hôm nay thì mình cũng đã lắp một chiếc xe VinFast, nhưng mà anh chủ anh ấy đã đi về rồi. Thì hôm khác mình sẽ quay trên xe VinFast. Thì tiện đây mình sẽ giới thiệu ở trên xe VinFast mình có hàng mẫu luôn sẵn sàng ở trong này. Tại xưởng dịch vụ của bên mình thì luôn luôn có hai mẫu của VinFast. Đó là một mẫu của VinFast NAC A 2.0. Đây là mẫu của sedan đã phay sẵn và mình sẽ để đây trưng bày. Khi khách hàng đến và xem trực tiếp, nếu mà thích thì mình sẽ lắp luôn trên xe cho khách. Và mẫu ở bên dưới này là của mẫu của LAC SA 2.0. Mẫu này được phay cũng rất là đẹp. Khi mà năm cái chấu này nó to bản thì nhìn nó rất là chưa được đẹp lắm. Thì khi phay và anh em sơn những cái điểm sơn màu bạc vào đây, cái điểm màu bạc ở đây thì là nó sẽ có một cái điểm nhấn và cái la răng nhìn nó sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên là cái lực của nó và cái thiết kế kỹ thuật của nó thì vẫn giữ nguyên, nhìn nó sẽ đẹp hơn thôi. Thank you.
Nếu mà anh em có nhu cầu mà phay la răng thì đối với xe VinFast thì đến trung tâm của mình và có thể thay được luôn. Bởi vì mẫu mình có sẵn ở đây. Tiện đây mình sẽ cung cấp cho anh em một giải pháp nữa, đó là thay toàn bộ la răng, nhưng mà cái giải pháp này nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Mời anh em ra đây mình sẽ giới thiệu một bộ la răng rất là đẹp cho anh em. Đây, khi anh em chọn giải pháp thay la răng thì mình sẽ giới thiệu một bộ la răng khá là đẹp, khá là thể thao. Bộ la răng này thì nó có giá cũng rất là đắt, nó khoảng độ 50 đến 60 triệu cơ. Đó. Và cái bộ la răng này thì nó là 21 inch anh em nhé, 21 inch, và cái lốp của nó cũng rất to. Chiếc lốp này thì cũng hơn chục triệu một quả. Đó. Thì, khi anh em muốn đầu tư mạnh tay và muốn nó đẹp hơn thì chắc là anh em phải chấp nhận cái mức giá này. Và mình lưu ý luôn là cái lốp này nó to và nó rất là dễ dính đinh, nhưng mà đi nó sẽ đẹp. Rồi, tất nhiên là nó sẽ ổn hơn cái lốp béo, cái lốp bản to này, vì anh em sử dụng mâm to đẹp hơn, thể thao hơn thì anh em phải chấp nhận đánh đổi về cái độ ổn của xe và cái mức giá của nó. Và khi anh em hỏng cái lốp này thì nó cũng rất chát nha anh em nhé, một cái của nó là hơn chục triệu. Về cái bản lốp này của xe VinFast thì lốp trước và lốp sau nó sẽ có chung một cái nó sẽ chung chung một cái size là 21 inch. Tuy nhiên là cái bản của lốp thì nó sẽ khác nhau. Cái lốp trước này thì nó sẽ nhỏ hơn lốp sau. Đó. Anh em thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây thì mình có lắp cho chiếc xe này một bộ Vietmap H1 AS bản van ngoài. Bản van ngoài thì nhìn nó cái van này nó hơi hơi to một chút. Bộ đó thì nó có cả van trong nữa. Đây, anh em thấy cái bộ la răng này rất đẹp đúng không ạ? Đây là xe của công ty của mình. Nên lúc nào anh em đến thì cũng có thể xem được cái bộ la răng này. Với cái bộ la răng này thì có thể là cái cùm phanh này sau này mình sẽ sơn cho nó màu đỏ, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ thể thao hơn. Toàn bộ cái bộ la răng và bộ lốp này thì nó có giá khoảng 100 triệu, trên dưới 100 triệu gì đó. Ngoài cái bộ la răng này thì những cái bộ la răng thay cho thay, không phải là la răng thay theo zin theo xe nhá. Những cái bộ la răng thay thì nó cũng có nhiều cái mức giá khác nhau. Ví dụ như là có những cái bộ la răng nó cũng nhỏ hơn, nó 19 inch chẳng hạn. Thì ở đâu đó cái hàng mà bình thường, bình dân của nó thì cũng có khoảng 19-20 triệu. Cũng có hàng 25-30 triệu thì tùy thuộc vào cái chất lượng của bộ la răng. Tuy nhiên là anh em đi những chiếc xe to và nặng như thế này thì nên lắp những cái bộ la răng nó đảm bảo chất lượng để đi nó an toàn hơn. Và nó sẽ chuẩn xác với cái vòng tua của công tơ mét hơn. Rồi, ok, cái la răng VinFast thì mình sẽ lắp rất nhiều và mình sẽ quay những cái la răng VinFast mà mình vừa giới thiệu ở trên xe cho anh em xem nó sẽ đẹp ở đến cái mức độ nào và anh em kết bộ la răng nào thì mình sẽ tư vấn bộ la răng đấy cho anh em. Còn la răng nếu mà thay nguyên bộ thì mình cũng sẽ có nhưng sẽ phải đặt đặt theo sở thích của anh em nhé. Rồi mình sẽ quay các bộ la răng kia để cho vào hình ảnh cho anh em sau. Mình xin kết thúc video tại đây. Đừng quên cho mình một like, subscribe và bấm nút chuông để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.